Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Mạnh Phát tiếp tục đến với các bạn một lô xe đạp điện cũ đã qua sử dụng, bao gồm 5 chiếc xe đạp điện này nhá, với đủ loại mẫu mã từ Cap A này, 133S này, hàng cao cấp này, X-Men và Vec 3 nhé. Con đầu tiên là một con Vec 3 đi. Con Vec 3 này màu đen nhám nhá mọi người nhá. Đây, con này là màu đen nhám, khá là đẹp. Ngoại hình xe rất là sáng, nước sơn còn rất là đẹp luôn. Và chìa khóa các thứ là đầy đủ hết, cả khóa từ luôn nhá mọi người nhá. Đây, đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem qua đi. Giá rất là hợp lý thôi. Xi nhan mọi thứ đầy đủ hết nhá mọi người nhá. Đây. Con này thì sẽ được bán cho mọi người với giá chỉ có 5 triệu 9 thôi mọi người nhá. 5 triệu 9 mình cũ, 6 triệu 9 mình mới nhá. Nhưng mà xe được kiểm tra bảo dưỡng hết rồi, lốp lát rất là mới này. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đây lốp trước này rất là dày nhá. Đấy, nói chung là xe mua về mọi người chỉ việc đi thôi, lúc sau cũng vậy này, mọi người không phải sửa chữa gì cả, mua về là chỉ việc đi, cam kết như vậy. Bình cũ thì sẽ đi được khoảng 40 cây một lần sạc mọi người nhá, còn bình mới thì chúng ta sẽ đi được khoảng 70 cây một lần sạc. Bình cũ bảo hành 3 tháng, còn bình mới thì bảo hành 1 năm nhá mọi người nhá. Còn xe thì Mạnh Phát sẽ bảo hành 6 tháng. Khi mua xe này thì mọi người sẽ được kèm cả sạc này, khóa từ này và mũ bảo hiểm hết nhá. Mua về chỉ việc đi thôi mọi người, không phải mua thêm cái gì cả. Đấy. Con đầu tiên rất là đẹp, màu đen mờ. Con thứ hai là một con Cap A của HK3 nhá mọi người nhá. Đây. Rất là im, dòng Cap A này thì rất là im. Giảm sóc dòng Cap A này rất là sướng nhá mọi người nhá. Đây, phiên bản màu đỏ. Con này thì sẽ được bán cho mọi người với cái giá là 2 triệu 8 nhá mọi người nhá, 2 triệu 8 thôi. Đấy, ngoại hình xe rất là đẹp, hơn hẳn Ninja nhá. Dòng này thì sẽ hơn Ninja mọi người ạ, bởi vì là nó là dòng chính hãng của HK3 và là do dòng cao cấp hơn. Đấy, ngoại hình xe thì ở mức độ tương đối, nó thay thế một chiếc xe đạp thôi mà, mình phải xác định tư tưởng như thế. Tức là cái dòng này này thì nó chỉ thay thế một chiếc xe đạp cơ bản bình thường thôi, vì nó chỉ có giá 2 triệu 8 thôi mà. 2 triệu 8 mình cũ nhá, còn 3 triệu 4 mình mới. Có cả bê đan và chúng ta sẽ lắp thêm bàn đạp. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Con này thì đã được lắp cái báo pin giờ vì cái mặt đồng hồ này của nó đã bị hỏng. Mạnh Phát đã lắp cái báo pin đầy đủ nhá. Nói chung là thông số mọi thứ rất là đầy đủ. Mọi người mua về thì mọi người cứ sử dụng bình thường thôi. Tất cả xe thì được kiểm tra bảo dưỡng hết rồi nên là cũng không phải lăn tăn cái gì cả. Cứ mua về là xài thôi. Đây, ok chưa? 2 triệu 8 nhá, giá rất là hợp lý đúng không ạ? Ok, tiếp theo. Tiếp theo là một con X-Men màu đỏ đen. X-Men thì rất nhiều người hỏi X-Men màu đỏ đen này. Này thì con này đi rất là im nhá, rất là đẹp. Đây, cụm phanh dầu này anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Con này là vành 12 nhá, phanh trước là phanh đĩa. Đây anh ta sẽ quay cho mọi người xem này, phanh dầu này, mặt đồng hồ mới tinh luôn này. Đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây. Lốp các thứ cũng rất là dày. Đây, ngoại hình xe rất là sáng bởi vì nói chung là đã được Mạnh Phát kiểm tra bảo dưỡng và mông má lại toàn bộ rồi. Đấy, nên là khi chúng ta mua về mọi người không phải lăn tăn từ xi nhan này. Đấy, rất là đẹp. Đèn này. Đấy, mọi chức năng là hoạt động trơn tru cho mọi người xem. Để chân này cũng được thay mới luôn này. Đấy. Đấy. Như con này thì sẽ được Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 6 triệu 500 nghìn nha mọi người nhé. Khi mua xe sẽ được tặng kèm cả sạc này. Đấy, mũ bảo hiểm này. Đấy. Đấy, rất là đầy đủ nên là mọi người cũng không phải lo lắng. Mọi thứ là được Mạnh Phát kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy. Xe này đang trang bị bình mới là 6 triệu 500 nghìn nha mọi người nhé. 6 triệu 500 nghìn bình mới sẽ đi được khoảng 70 cây một lần sạc. Đấy là tối đa. Còn nếu mà bình thường ít nhất cũng phải được 60 cây bởi nó là bình mới mà. Và bình mới sẽ được bảo hành 1 năm nhá. Mình mới bảo hành 1 năm. Đấy, còn xe bảo hành 6 tháng gần như nó cũng gần như tương đương với xe mới rồi. Đấy. X-Men này thì rất là đi rất là thích bởi vì là nó rất là bốc nhá. Đấy, tốc độ X-Men này, tối đa của X-Men này có thể rơi tầm khoảng 40-45 cây. Có những con cá biệt đã được độ IC thì có thể lên đến 50 cây nhá mọi người nhá. Đấy, xe đi rất là mượt. Còn đây là hai con phiên bản hai con 133S. Con này thì sẽ là dòng cao cấp này bởi vì con này nó là hàng nhập khẩu nhá. Có Moment con này thì Mạnh Phát chưa đấu bình đâu. Đấy. Nó dòng Moment này thì nổi tiếng bởi vì là những cái xe của này rất là bền. Như này đắt hơn cả xe mới của Mạnh Phát đang phân phối nha mọi người nhá. Con này bình cũ thì sẽ được Mạnh Phát bán với giá là 6 triệu 500 nghìn cơ. Bình mới là 7 triệu 300 cơ. Tức là nó đắt bằng coi như là tương đương một con Superlet của Mạnh Phát rồi. Tuy nhiên con này chạy bình lớn nhá mọi người nhá. Bình lớn. Bánh cũng là bánh 12 hoặc là bánh 10 đâu nhá mọi người nhá. Dòng này thì rất là hiếm bởi vì là như mọi người theo dõi Mạnh Phát thì mọi người biết những cái xe này thì rất ít khi mà Mạnh Phát có được, bởi vì là những dòng nhập này thì đa số mọi người ít khi bán bởi vì
Nếu có mua thì sau này cũng bán lại cho người nhà của mình là chủ yếu thôi. Là những người mà không có nhu cầu sử dụng, khi mà sử dụng xong ấy mà bán lại rất là hiếm nhá. Đấy, nên mọi người mà mua được con này thì rất là yên tâm. Với những dòng này thì tỷ lệ hỏng vặt của nó rất là ít. Đấy, mua về nó sử dụng nó rất là bền. Đấy, đồ nó là đồ size to mà nên là đi rất là sướng nhá, rất là đầm và khỏe. Bình mới con này này sẽ đi được khoảng độ 60 cây đấy, 5 60 cây một lần sạc. Đấy, còn và đi nó sẽ khỏe hơn nhá. Đấy. Ok, con này sẽ được có giá là 6 triệu 500 nhá mọi người nhá. Bình cũ của mình mới là 7 triệu 3 nhá. Đây con tiếp theo là một con 133S, con này là hàng của Supfat. Do Việt Nam mình lắp ráp, nhưng những con này đời này nó cũng là lời linh kiện nhập khẩu ấy nên là nó rất là chất. Đấy. Con này thì giá rất là hợp lý thôi, con này thì sẽ có giá là 4 triệu 300 nghìn bình cũ. Còn bình mới thì sẽ có giá là 5 triệu 1 nha mọi người nhá. Con này rất là cao mà cũng là chạy đàng bình lớn luôn. Đây giảm sóc rất là êm này, cả trước cả sau luôn này. Đấy. Phiên bản của Supfat, con này cũng là chạy vành 12 nhá mọi người nhá. Đấy, đối với xe này thì sẽ được bảo hành là khung sườn động cơ là 6 tháng, ắc quy cũ thì bảo hành 3 tháng thôi, ắc quy mới bảo hành 1 năm nhá mọi người nhá. Đấy, điều kiện để chúng ta mua xe là chúng ta sẽ phải đặt cọc trước là 1 triệu. Đấy, thông qua số tài khoản và mọi người sẽ liên hệ với Mạnh Phát có số điện thoại là 085 993 41 ở cuối nhá. Hiện tại thì sắp tới chắc là đến khoảng tầm 15 tháng 9 thì Mạnh Phát sẽ gửi được xe trên toàn quốc. Còn hiện tại thì miền Nam thì vẫn chưa gửi được nha mọi người nha. Chỉ gửi được một số tỉnh ở Tây Nguyên, miền Bắc trở ra và hiện tại là Nghệ An và Thanh Hóa cũng đang hơi khó khăn. Đấy, Mạnh Phát thông báo tình hình để mọi người biết nhé. Mọi người nhớ nhé, điều kiện để mua xe là chúng ta sẽ đặt cọc trước 1 triệu rồi nhận xe thanh toán nốt nhé. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người nhé. Phí vận chuyển là miền Bắc sẽ là 300, miền Trung là 400, còn miền Nam thì là 500 nhưng mà miền Nam thì chưa gửi được nhé. Còn ai mà muốn đặt cọc giữ xe thì mọi người có thể đặt cọc bình thường nhé. Mọi người nhớ nhé, số điện thoại của mình là 085 993 41 ở cuối nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.